mà nấu lên nó cũng rất là thơm luôn. Đây là cô nấu bằng cái than củi ha. Phục vụ luôn rồi. À, chị các bạn thân mến, mọi người thấy cảnh này lạ không? Thì hiện tại thì mình đang có mặt ở Bình Dương, mọi người ở Sài Gòn nữa. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay mình có mặt ở đây để chia sẻ cho mọi người một quán rất là đặc biệt ở khu này nha. Mình quay địa chỉ cho mọi người xem đi ha. Đây các bạn, nằm ngay dòng xoay. Địa chỉ thì mình sẽ quay nha, sát bên cho mọi người nha. Thì vậy cô bán là như là 1052 cách mạng 8 phường Phú Thọ, phố Thủ Dầu Một, Bình Dương nha. Cái này là cái nhà đối diện nha mọi người, nhà sát bên nha. Còn có quán hôm nay mình quay là món cháo cá của cô Sáu. Mình thấy sáng cô chuẩn bị của mình nè. Đó. Quán này thì cô bán cũng hơn 20 mấy năm rồi. Mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người, mình đi rất là sớm mọi người. Thì được biết là cô bán khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng là hết rồi. Rồi mình đi rất là sớm, mình quay một vài cảnh chuẩn bị cho mọi người xem. Quán này nó nằm sát bên cây xăng nè, ngay dần quay. Đó. Bên đường kia, bên kia là đường 30 tháng 4, còn đường này là đường 8 nha. Bên đây có mình cô Sáu là dạ ở phía trong thì cô sáu đang rang gạo. Hồi xưa giờ là mình nấu cháo mình rang gạo vậy hả cô Sáu? Rang gạo không? Dạ, cháo cá là mình rang. Rất là thơm luôn ha. Ủa, con thấy cái chảo của mình là chảo gang hả cô? Chảo gang. Chảo này chắc nặng lắm hả cô, rồi sao ha? Nhẹ thì không có nặng đâu. Dạ. Không phải gan hồi xưa đâu, gan giờ. À dạ. Vào quán thôi là nghe cái mùi gạo rang rất là thơm mọi người. Mình nấu lên nó cũng rất là thơm luôn. Đây là cô nấu bằng cái than củi ha. Than củi. Dạ. Cái độ nóng nè. À xong rồi. Sáu rồi. Cái bếp cô cũng theo kiểu hồi xưa người mình ấy ba cái cục gạch lại để thành một cái bếp nè, theo kiểu xưa luôn, rất hay. Dạ. Đang xong rồi. Cái địa chỉ mình thấy phía trong cái cột trong nhà vừa đây là 1052 cách mạng 8 nè. Cái này là địa chỉ hồi xưa cũ mọi người, xịt. Đó. Còn đây là địa chỉ mới, như cái cột đây thì dạng hồi xưa giờ luôn nè. Wow. Nhà này cũng rất là lâu đời luôn. Cửa sổ bằng cây. Mọi người sơ sơ cho người xem. Đây là cô Sáu. Có mình cô Sáu chuẩn bị thôi. Wow, những cái bàn bằng gỗ luôn. Ờ, mình lót trên cái tấm bàn bằng gỗ trên cái bàn mũi hả cô Sáu? À, cái mặt làm mà cái mặt phẳng nó rất là to lên ha. Hai mấy năm rồi hả cô? Dạ. Rồi con thấy mình cô làm à? Một xíu bán là có mình cô Sáu luôn hả? Dạ. Một mình luôn. Vậy là khách tự phục vụ luôn hả cô? Dạ. Như ghế cây này luôn rồi. Cái bàn gỗ đây hai mấy năm mà gỗ xưa tốt ghê hả cô Sáu ha? Dạ. Cái ghế này chắc cũng theo nguyên bộ bàn luôn hả cô? Dạ. Dạ mọi người. Dạ đúng rồi, cô thấy không có miếng mối nào luôn. Dạ. Hai mấy năm mà người. Đây là cô phi bằng hành tây hả cô? Rất là thơm. Mình phi xong rồi mình mới cháo hả cô Sáu? Hả? Phi xong mới nấu cháo hả cô? Phi xong rồi lấy cái xào tương. À xào tương. Xào tương rồi nấu cháo. Dạ cháo. Thơm ghê. Có xào tương nữa mọi người. Dạ.
phải vậy, đi làm từ từ chứ. Dạ. Mình làm sớm hả cô? Bây giờ là chắc khoảng 9 giờ sáng mọi người. Cháo cá đây là một công đoạn rất quan trọng mọi người. Nãy giờ là cô rửa sạch lại. Ở ngoài chợ người ta đã bóc vảy hết rồi cho mình rồi. Còn quan trọng cái đầu cá nè, con thấy cô làm là mình phải làm cái ruột rất là sạch luôn. Cạo phải không có cạo hết. Dạ. Cái đó là mình làm cái gì cái ruột rồi cô? Lấy nhà kiểu như mình cạo nhớt á. Cạo nhớt ha. Dạ. Cạo cái ruột rồi cạo trong cái đầu luôn. Ừ. Con này thì nó cũng quan tâm lắm. Dạ. Mình làm vậy là khoảng mấy giờ là cô bán cô sao? 10:30 là xong hết đó, là cái bắt đầu 10:40 là khách vô á. Dạ. À 10:40 là nhận khách ha. Ừ. Là mình bán khoảng bao lâu hả cô? Khoảng 11 giờ mấy hả? À, xíu thôi. Vậy ai uống ăn phải đi sớm ha. Ừ. Dạ. Tí đồng hồ là hết. Có mình cô chứ mình phải làm hàng ngày mình đúng số lượng này chứ mình làm nhiều quá nhiều khi mình làm không nổi cô ha. Tại đó giờ nó như đó rồi. Dạ. Mà làm nữa là phải thay hết toàn bộ đồ nữa. À. Nồi niêu rồi lâm hết. Thay có số lượng như vậy thôi. Ừ. Dạ. Nhận cho mấy cô. Mình phải bán một cái tô cháo cái đầu giờ khoảng bao nhiêu hả cô sao? 50. Dạ 50 ngàn. Còn tô cháo cá không khoảng bao nhiêu? À, tô cháo với hai cửa là 40. Dạ. Hai cửa luôn hả cô? Hai cửa. Đầu nhỏ là 40 còn đầu lớn là 50. Đầu nhỉ chứ đầu nhỏ vậy chứ ngon á. Cái này là cục máu tanh của con cá cô ha. À. Là mình phải móc nó ra chứ không cái nồi cá mình nó bị tanh. À. Dạ cảm ơn cô sợ. Vậy là cô rửa nữa làm xíu mình sẽ quay con đoạn tiếp theo. Cô đang làm một chảo tương hộp luôn. Ở đây thì người ta ăn chảo cá với tương hộp với người kia một chảo luôn. Con thấy cô khác cái khứa bự lắm nha. Hả? Con thấy cô khác cái khứa rất là bự nha. Ừ. Một tô và hai khứa vậy hả cô? Ừ. Trời ơi. Vậy con thấy cô không có cắt đứt ra luôn hả cô sao? Tại vậy là lắc dễ dứt. À. Dễ dứt hơn. Dạ. Dễ dứt. Mục đích của mình cắt nó chưa có đứt để xíu dễ dứt ha. Cũng hay ha. Bây giờ là cái nồi cháo lên bếp rồi, cái chảo này là không có chảo rồi. Chảo tương hộp. Đó, xôi rồi rồi kia. Cái giá nó cũng bừng lắm rồi kìa. Cháo cá lóc của hai cô chuẩn bị nhiều thứ quá ha. Bây giờ là bắt đầu bào cải nè. Mình thấy con thấy mình ăn chung với rau đắng với rau mà rau răm hả cô? Đúng rồi. Dạ. Cải rau đắng rau răm. Cải rau đắng rau răm rồi được. Một tô cháo cá.
một nồi cháo, một chảo tương. Chảo tương thì mình thấy rất là sôi luôn, thơm mùi tương ghê mọi người. Ở đây thì người ta cháo cá với chấm tương, được cái mùi ngọt ngọt luôn đó. Cô chuẩn bị một thao rau nè, cái đây là tự phục vụ luôn, người ai muốn ăn nhiều lấy nhiều. Cải, rau đắng, với rau răm. Còn ở trên đây thì cô nấu được cái tô tương, mùi thơm lắm. Bây giờ 10 giờ thôi, còn 40 phút nữa, cô vẫn còn đang chuẩn bị cá nè. Cô đang chuẩn bị để nấu cái luộc cá mọi người, nguyên một nồi cháo luôn. Cháo cá lóc. Còn cái tủ thì trang trí cũng mình thấy cũng rất là đẹp nha, bề ngoài nhìn vào cũng rất là đẹp. Ở đây không có tên mọi người, chỉ khi là bán cháo cá thôi, cháo cá cô Sáu. Xíu mình thêm nước lên tới gừng. Dạ. Dạ, nó chưa nở. Dạ. Một nồi cháo, một nồi nấu nước luộc cá. Vậy là mình phải luộc tàu riêng đó hả con? Riêng. Dạ. Con đợi cô. Cô thấy cô phải đợi nước thật là sôi mình không bỏ vào ha. Đúng rồi. Dạ. Đây. Xong để xíu. Cho xoay nhiều quá nó nát bấy hết. Thì là mình không lùi bếp ga cho lửa lớn được hả con ha? Wow. Cá đồng á, cá đồng luộc cả nào cũng được hết, mà cá nuôi là không có được. Luộc là phải canh dữ lắm. Nó vừa tiêm lên là xoay lên chút xíu thôi. Wow, cá còn nguyên vẹn luôn á. Thơm của cá rồi luôn, không nghe mùi tanh luôn con ha. Rất là hay luôn. Nó nghe mùi cá. Dạ. Đó, con này là không tanh. Dạ. Con này bán một thơm mùi cá. Ăn bánh canh cá chưa? Dạ rồi. Rồi phải không? Dạ. Là sao? Là nó đi ra quay mấy cái quán chỗ quán ăn ngon rồi. Dạ, bánh canh cá là em ăn rồi. Còn có chỗ bán đó, đặc biệt là cô luộc bằng cái khăn củi, lửa thì không quá mạnh. Chết rồi, chờ là cá trứng rồi mới lên nha. Đây chắc 10 phút nữa. Mấy anh chị tới cũng rất là đúng giờ cô ha. Dạ. Đặc biệt là mình phải canh lửa con ha. Giờ là cô phải lấy cái da ra luôn. Ôi, cái xương. Dạ. Vậy là một tô là được hai cứa. Trời quá bự luôn á. Để xương nè. Dạ. Da xương mình có tận dụng làm gì nữa không? Cho mèo ăn. Yeah. Một cái nước luộc cá đó cô không có nấu cháo hả cô? Nước luộc cá là đổ vô cháo. À, đổ vô cháo cho nó ngọt ha. Không có nó là đâu có nấu nồi cháo được. Dạ. Để con nồi cháo. Chưa có. Đó. Chưa có 10 phút nữa. Hay là cô để sẵn cho khách tự tự làm luôn hả cô ha? À. Để sẵn bọc luôn, để sẵn thun luôn. Vậy là trưa là cô chỉ có ở trong đó thôi. Dạ. Muốn cái gì một.
đuôi là còn để riêng nữa ha. Đuôi có lấy xương không á? Dạ. Tại cái đuôi nó xương dữ lắm. Được ba hàng cá rất là đẹp luôn. Đuôi là con sẽ để đây. Cái chung để đây là tự khách lấy nước chấm luôn. Dạ. Còn rau là tự khách lấy luôn hả cô sao? Tự khách lấy, cô ba cũng không cho. Cô ba tức tôi mà, tôi đang nói ổng đâu. Cô ba, ổng thứ ba. Dạ. Ở đây tụi nó ăn cái gì? À, thì rồi rau tận lấy luôn mọi người. Nó gãy rồi, gãy bữa hổm đổ mẹ nó phỏng cho. Hay chung. Tại làm tại vậy. Đổ rau bên đây. Như cái nồi cháo vẫn chưa chín hả cô sao? Cái nào? Cái nồi cháo nè. Nồi cháo chín rồi. À, nồi cháo chín rồi. Dạ. Đổ nước cá vô là à dạ. Đợi cái nước cá này nữa là xong. Rồi, cái đầu cá nữa nó xong. Giờ phải chia xong ha, để cái đầu chính nó mới được. Dạ. Mà cháu cá nó còn được trước. Được rồi, á, chết ra rồi á là bán. Dạ. Cái hồi teo lại nó chứ. Mình đã nấu vậy luôn thì nó ngon hơn cô ha. Mới vậy thôi. Vậy cô là con thấy không? Mà giờ còn cái đây nè thấy không? Đó. Nãy thứ con cá có hai thứ lớn với thứ nhỏ à. Rồi luộc cháo xong ăn cháo nóng luôn. Cái hồi đi cái ruộng có ruộng thì nó nở nhưng mấy cái ruộng này không thương không? Dạ. Cho con ba mà đi coi. Con nghe rồi, cha con. Giờ phải đợi cái đầu cá chín để chế cái nước cá vô cái cháo cá này có được không? Còn đây sơ trong người trên. Trời ơi, đông quá trời luôn. Chưa được 11 giờ nữa, tôi ngồi phía trong. Cho tiêu vào rất thơm luôn. Cho con một đầu hai cái mình nha con. Con là trước nè. Wow, được một bằng cá. Rau tự lấy luôn. Hôm nay đặt trễ ha bà. Đang có năm chưa 10 giờ, chưa 11 giờ rồi. Giờ chưa 11 giờ. 11 giờ rồi. Chưa đâu. Từ sau hay thì còn 7 phút nữa. Thấy không? Cá chín là biết. Dạ. Hay quá con ha. Rồi.
chế cái nước nấu cá này vào là cái nồi cháo là ok rồi đó mọi người. Mình chế cái nồi nước đó vào là ok rồi cô ha. Cá này đặc nha, không quá lỏng. Cái bánh cháo này vậy cô? Này lên đâu ha? Wow, quá đã luôn. Đây là tự phục vụ mà rồi cô đứng bán. Câu này là ba cái đầu luôn nè mọi người. Trời ơi, chị này ăn ba cái đầu. Ba cái đầu đúng không? Dạ. Hành. Rồi, hai bột cháo với mình. Rồi, cháu với mình. Trời đông quá, trời đông vừa. Bây giờ là chưa được 11 giờ luôn. Cô vừa làm là khách rất là đông luôn mọi người. Đấy, mặt bằng xe đậu thì cũng rất là rộng, ô tô anh chị các bạn mình đi xa thì có đậu được luôn. Cái tủ nhìn mình thấy là mọi người tới thì mua đầu trước rồi, hình như là gần hết đầu rồi đó. Có mình coi phía trong rất là ngoài rất là đông luôn. Này bán đó, này cô chia sẻ bắt nửa tiếng là hết rồi. Cái đầu khách chuộng á cô sao ha, cái đầu cá khách chuộng ghê ha, má đó gần hết rồi. Cái đó là
con vô đó nãy giờ con một cái đầu, hai cái đầu một cái mình. Rồi đầu cá cuối cùng. Hết đầu cá rồi. Còn đuôi với mình thôi. Rồi đầu cuối cùng. Mình quay cái này nữa mình thưởng thức. Hết đầu cá rồi. Tự phục vụ luôn rồi. Đó. Rồi, cũng may mắn là trong bữa trưa nay thì cô Sáu ưu tiên cho mình một cái tô cháo trước. Tại nên mình tính ăn một cái tô đầu cá nhưng mà hết rồi mọi người. Rất là nhanh luôn. Bây giờ là ăn tô cháo cá hai khứa. Có bự gì này mà 40 ngày thôi. To lắm nha, nguyên một khứa bự gì này. Cô sẽ để một lớp đậu phộng phía trên đó. Rất là thơm luôn. Đó. Đây là cái tô cháo nè. Cháo thì cũng vậy luôn, sẽ có một lớp đậu phộng hành. Rau nữa nè mọi người. Ở đây thì mọi người tới thì tự phục vụ nên mình thấy rau rất là nhanh hết luôn. Mình thích ăn cái rau đắng này nè. Đó, cái rau đắng này mình sẽ cho vào tô cháo nha. Đắng đây là rau nhỏ nhỏ, mình ăn rất là giòn. Thơm cá ghê luôn, không hề bị tanh. Thì chấm với nước mắm này. Đặc biệt cháo mình thấy cô bán cháo là cháo đặc mọi người, không quá lỏng nha. Cháo tuy là cô rang gạo lên đó nhưng mà mình thấy là cái gạo cô rang nó không bị quá vàng, bởi vì nhiều anh chị các bạn mình khó bắt nhận ra luôn á. Rang nó vừa phải, có độ thơm nó vừa phải. Đó, thơm mùi gạo rang rồi đó. Cháo khá đặc. Nóng quá mọi người ơi. Thơm đậu phộng rồi đó, mình cảm nhận là bị rất là đậm đà. Vẫn còn quá nóng, mình đang là ăn một cái miếng cá đi. Mình dễ cá, không biết cô có ưu tiên hay không chứ cho mình là hai cứa cá rất là bự nha. Đó, mình gấp lên thì cá nó không mà bị bể, nó tạo được cái sự kết dính rất là tốt luôn. Hay là cô sử dụng bằng than, bằng lửa, không phải là lửa bếp ga mà lửa mạnh luôn rồi. Cá rất là trắng. Đây. Miếng cá nè. Cá ngon thật kìa. Cá ngọt xanh chất. Nên mình cắm thử miếng cá với nước mắm đi. Cá này thì đã được lột vỏ. Xương thì cô chỉ lấy xương của cái đuôi thôi, còn cái xương cái hứa vẫn còn mọi người. Bây giờ mình sẽ chấm với nước mắm này không. Mình đang ngồi chung với một anh sát bên nữa, tại vì hết bàn. Full bàn mọi người. Chấm với nước mắm thì vị nó đậm hơn. Bọc khói này, cháo nó có cái giữ cái độ nóng, cực kỳ nóng luôn. Come on.
Ừ. Tô cháo không quá bự vừa phải nhưng mà cháo đặc rất là nóng luôn. Trình thủ mình ăn cá đi chứ cái tô cháo này nó nóng quá ăn vẫn chưa được mọi người. Chấm với nước mắm. Ăn hai hứa chắc nhiều khi no luôn mọi người. Để nó nguội nguội mà nóng quá. Anh chị các bạn, nếu mà có đi ngang, có đi thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương vào cái thời điểm khoảng tầm 10 giờ 40 đến 11 giờ rưỡi á, thì mình ghé qua mình tại thưởng thức từ cái tô cháo của cô Sáu hơn 20 năm ở đây nha, bán rất là đông khách. Bây giờ thì xin mời ba bạn gặp lại anh chị các bạn vào những video tiếp theo. 11 giờ 29 phút mọi người, bây giờ là cô chắc ngồi luôn rồi kìa, hết rồi. Quá nhanh luôn mọi người ạ. Hết cá luôn ở đây luôn cậu ha. Hết luôn. Dạ, giờ để khách ăn xong cái mình dọn dẹp nữa là mình nghỉ.